Anh trong nghề, em trong nghề cũng phân tích. Tóm lại cây này là cũng bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng cái này. Ảnh hưởng gì? Cái lõi nó sẽ không đều. Lõi nó sẽ chỗ dày chỗ mỏng mà nó sẽ không được đều. Đây trên này nó còn cũng ảnh hưởng ở trên kia, cắt cành trên kia, trên cao kia. Nhưng mà cắt cành thì không bằng là dưới, không sợ. Nhưng mà dưới gốc này mới sợ. Cây này nữa. Đâu? Cây này nghe còn mượt mà hơn tí. Chắc là 5,5. Mà cây đấy nó tổn thương đấy thì đương nhiên sao là gì? Đương nhiên là nõi to rồi. Đương nhiên là cây đấy là sẽ là nõi. Thì nó tổn thương thì nó là sinh nõi thôi. Còn hơn là những cây kia. Nhà Quang bán nhỉ? Quang Trung Quang không nói nó kém nói kém lắm. Quang Ngân đâu mà cái to thế. Quang Trung hay cái gì đó. Quang Ngân đâu mà ngoài Quang Ngân không không nó có 2-3 cây to hết rồi, to hơn à. Nhà chỗ mà qua bến xe đấy á? Đối diện này. Hôm qua bên kia kìa, bên kia kìa. Đối diện bãi xe. Không, cây bé. Cây nó to đấy chứ. Cây nhà to mà. Cây nó to hơn nhưng mà ý là họ chưa ý tưởng bán. Không đạt yêu cầu. Chắc chắn là nó sẽ. Vân rất đẹp, nó nổi. Nó gọi là vân vân 3D mà anh. Nó nổi đẹp lắm. Nó đắt ra là cái mũi là cái đấy. Nó ra đắt mũi đấy đúng không? Có mũi là vân nó đẹp. Nó chuộng với anh gỗ nó tốt. Nó không có mũi mọt anh nhau. Hôm nay chúng tôi đi không mua được cây xưa nào. Bà con và các bạn xem video, hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.